Tờ báo Tuổi Trẻ, một trong tờ báo được đọc nhiều nhất ở Việt Nam, đăng cái bài Trung Quốc âm mưu gì ở Biển Đông. Tôi có thể nói là nặng nhất từ trước tới giờ luôn đối với Trung Quốc. Tôi không chống anh. Đôi khi anh chơi gắt tôi cũng ok, tôi im lặng. Nhưng mà anh gắt quá là không được ạ. Trước khi mua cái ghế massage của Loraco thì tôi đã tìm hiểu rất là nhiều cái thương hiệu khác, biết rằng là cái loại ghế này của Loraco đã được là sản xuất để phục vụ cho quân đội Mỹ phục hồi sức khỏe. Tôi bị khớp rất nặng cho nên là bác sĩ không cho đi bộ, không cho đạp xe đạp, và tôi đã chọn cái ghế massage của Loraco và tôi thấy rằng kết quả rất là tốt, rất là hài lòng. Tôi thấy rằng tôi ngủ rất ngon. Ghế massage giống như là người thật massage cho mình vậy. Ngày hôm nay thì có thể nói là báo chí trong nước đồng loạt đăng cái tin Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên ở tỉnh Hà Giang. Đây là cái nghĩa trang rất nổi tiếng và rất nhạy cảm luôn. Ở đây có 1.800 cái mộ liệt sĩ và một cái mộ tập thể của những người hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Quốc biên giới năm 1979. Lâu nay thì cũng đã có các chủ tịch nước cũng đi thăm, vân 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 vân, nhưng mà thường thường á, người ta chỉ đi thăm vào cái dịp ví dụ như ngày thương binh xã hội hay là quốc khánh hay những dịp lớn. Còn kỳ này ông Phạm Minh Chính đi đợt này đó là ông đi công tác ở Hà Giang, theo báo chí trong nước cho biết là đi công tác Hà Giang, rồi sẵn đó là ghé qua Vị Xuyên luôn và đặt vòng hoa và ông cắm nhang, nói chung là rất là trịnh trọng đó. Và báo chí trong nước là hoàn toàn được đưa tin này thoải mái đó. Thì cái đó mới là cái điều mà lấy làm lạ, bởi vì mỗi lần đó mà tứ trụ Việt Nam mà đến đây thăm đó, là Bắc Kinh khó chịu lắm, bởi vì nhắc lại cái chuyện ngày xưa, trong khi đó là khi mà bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước năm 1991 đó, thì Trung Quốc với Việt Nam đồng ý với nhau là không nhắc lại cái chuyện này nữa. Mà để ý tới ngày, ngay cả ngày 17 tháng 2 mà cái ngày mà kỷ niệm mà Việt Nam đánh nhau Trung Quốc năm 79 đáng chí, báo chí Việt Nam gần như không đưa tin gì cả, còn các blogger là Facebooker mà lên viết vớ vẩn là đến bắt hết, nói chung là không có làm rùm beng. Nhưng mà kỳ này tại sao mà lại làm rùm beng cái này, mà mặc dù không phải là cái dịp nào, không phải là dịp 2 tháng 9, không phải là ngày thương binh xã hội, không phải là kỷ niệm đánh nhau biên giới mà là Trung Quốc vân vân, đi một ngày rất bình thường. Chẳng lẽ ông Chính bây giờ là ông thành người Mỹ bởi vì đi vào cái dịp này là cái dịp mà chiến sĩ trận vong bên Mỹ, làm gì có chuyện đó. Thì anh để ý tất cả các báo trong nước đều đưa tin này và rất dày, rất dày. Thì nhiều người đoán, nhiều người bảo đây có thể là một cái động thái của Việt Nam để mà thưa anh là coi như bắn tiếng với Trung Quốc, bởi vì trong những ngày qua nó có những cái sự kiện mà Trung Quốc làm cho Việt Nam khó chịu. Anh nhớ là 2014 khi mà Trung Quốc đưa cái giàn khoan 981 vào trong vùng lãnh hải của Việt Nam, Việt Nam đã phản ứng như nào đúng không? Sau đó thì ông Trọng đi Mỹ năm 2015, 2016 ông Obama sang Việt Nam và hủy bỏ lệnh cấm vận vũ khí Việt Nam, và từ đó bắt đầu 2017, 2018. 2017 Việt Nam là tổ chức hội nghị APEC, ông Donald Trump thăm, rồi 2018 là hai chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ vào Việt Nam, rồi 2019 Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều, nó cứ thế Việt Nam lên nào. Thì sau đó ông Trung Quốc lại bên, nhưng mà đến 2019 ông lại quậy ở chỗ bãi tương chính, à nhớ không đó. Thì từ 2019 trở lên tự nhiên bắt đầu từ tháng 3 à, mà hôm trước anh có nhắc đó, là nguồn tin của anh cho biết là ngày 24 tháng 3 khi bên Việt Nam yêu cầu ông Biden có cuộc điện đàm với Nguyễn Phú Trọng thì ngày 25 là Trung Quốc cho tàu ra bãi tương chính Rạng liền, sáng chọn 25, vâng, rạng sáng 25. rạng sáng 25 đó. Nhưng mà sau đó thì họ đưa cái tàu Hương Chương 10 không? Từ ngày 7 tháng 5 nó bắt đầu đi vào cái vùng mà gọi là đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì sau đó họ đi trở ra đó. Thì về phía Việt Nam có phản đối một lần vào ngày 18 tháng 5 đó, phản đối Trung Quốc mà không nêu đích danh, phản đối Trung Quốc, phản đối cả Philippines, dựng năm cái phao ở đảo Trường Sa. Rồi sau đó ngày 25 đó thì Việt Nam phản ứng, phản đối Trung Quốc là để ba cái bóng đèn, cái đèn ở trong đảo Trường Sa. Nhưng mà ngày 25 bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, mà nêu đích danh cái tàu Hướng Dương 10 thì yêu cầu đi ra lập tức. Nhưng họ phớt lờ, họ phớt lờ, họ vào từ ngày 17. Tức là sau sau ngày 7 tháng 5 đó, họ đi ra, họ đến bãi đá chữ thập, xong 17 tháng 5 họ đi vào. Họ vào 17 tháng 5 thì nó két một cái là 23 tháng 5 có cái tàu là của Trung Quốc vào thăm Đà Nẵng, anh nhớ không? Đó, đâm ra Việt Nam bị kẹt Vâng. à, Việt Nam kẹt Như vậy không nhưng nói mà gì cả. anh có thể cho quan sát đó, là khi mà đang có căng thẳng như vậy, nhưng mà tàu huấn luyện của Hải quân Trung Quốc thăm Đà Nẵng, anh trên mạng dân mạng phản ứng như thế nào? Okay.
Vâng, trên mạng thì họ phản ứng họ khó chịu, mà anh nhìn ngay cả là cái Trung Quốc với Việt Nam bắt tay nhau mà chẳng vui vẻ gì cả. Ông Trung Quốc mặt vẻ ngượng, tôi coi thì thấy mấy sĩ quan Việt Nam, hải quân Việt Nam họ họ cũng không có vui vẻ gì, nói chung là tôi bắt tay với anh vậy thôi đó. Anh em không có giống như là khi mà gặp Mỹ, khác nhiều lắm. Mà nào là thủy thủ hai bên, như là đá banh rồi giao lưu, rồi lãnh đạo Đà Nẵng lên Vâng. thăm tàu, rồi người Hoa Rồi ra Đà Nẵng đi đi thăm trẻ mồ côi, không có những vụ đó. đó Đó, vâng. đó. Nhưng mà anh thấy không, đến ngày 25 tháng 5 cái tàu Thích Kế Quang này rời ra một cái là bà Phạm Thu Hằng lên tiếng liền. Nhưng mà ngày 26 cái tàu Hướng Dương 10 nó đâu có, Hướng Dương Hồng 10 nó đâu có rời ra đâu, vẫn tiếp tục đi bộ, anh nghe không? Rồi bây giờ đó, bây giờ tôi nói anh nghe là bây giờ căng thẳng như thế này. Hôm nay là một Facebooker tên là Xuân Đặng đã cho biết chụp cái hình lên, Nguyên coi cái hình đâu, là thêm cái tàu nữa phải khảo khảo sát nữa, đó là tàu Gia Canh, bây giờ đang có ngày hôm nay đang có mặt ở phía tây đảo Trường Sa đó, phía tây đảo Trường Sa vào trưa nay đó, thêm tàu nữa bây giờ để tàu nghiên cứu gai ra vâng đó đó, những cái đầu Gia Canh đây này đó, người ta chấm tọa độ luôn, thấy không? Như vậy là ông Trung Quốc là ông gia tăng. Chưa hết nữa, chưa hết nữa thưa anh, mới đây mới đây đấy, tuần vừa rồi ở đảo Hải Nam họ hạ thủy một chiếc tàu nữa, gọi là Hướng Dương Hồng 5. Cái tàu này đó là họ nói luôn, Trung Quốc nói luôn là sẽ hoạt động trong Biển Đông, nhưng mà không nói là chỗ nào. Và cái tàu này có thể hoạt động 60 ngày không cần tiếp tế lương thực và nhiên liệu. 60 ngày tức là đi được 2 tháng trên biển. Thì cái tàu này vừa mới hạ thủy ở tại Hải Nam. Tàu này như vậy nặng 3.000 tấn, trọng tải đó là 3.000 tấn đó, tên là Hướng Dương Hồng 05 đó. Như vậy là bắt đầu hạ thủy từ hôm thứ sáu tuần trước, hôm thứ sáu tuần trước đó. Thì bây giờ cái tàu này chưa biết là nó đi vào đâu, nhưng mà bên Trung Quốc nói rằng nó sẽ đi hoạt động ở Biển Đông, khảo sát Biển Đông. Cái tàu này dài 85,6 m đó, tàu mới đóng đâu, mới đóng luôn. Thì nếu đúng như Trung Quốc nói vậy là trong những ngày tới tổng cộng tới 3 cái tàu của Trung Quốc có mặt trong cái vùng mà gọi là Biển Đông, mà phần lớn đó là đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thì anh biết mà, Trung Quốc cái đường lưỡi bò chín đoạn họ đè lên cái phần mà của Việt Nam, nhất là cái lô cái bãi bãi thứ chính với cái lô ra Việt Nam thì đang liên doanh với lại Nga, phải không? Mà rồi anh thấy nó lại còn một cái chuyện nữa là gì, trước đó độ chừng 10 ngày độ tuần lễ, tầm khoảng cỡ coi như là hôm 18, hôm 18 thì là 17 17 17 tháng 5, 17 tháng 5 thì thưa anh lại có một cuộc họp giữa ASEAN và Trung Quốc liên quan đến cái COC, họp ở tại thành phố Hạ Long Vâng, của tỉnh Quảng Ninh, mà truyền hiểu thông không? trong nước đưa tin rất mỏng, rất mỏng. Rất mạnh. Vâng. Và người trưởng phái đoàn của Việt Nam đó là đại sứ Vũ Hồ, ông là quyền trưởng SOM ASEAN Việt Nam dự hội nghị cái này, là họ mới có second reading thôi của cái COC. Cái DOC đó là được làm từ năm 2003, nay là đã 20 năm rồi mà chưa đạt được COC đó. Thì bây giờ Trung Quốc với lại các nước ASEAN mới có đọc là second reading thôi, đọc rồi cho mà mấy năm sau rồi mới là third reading, rồi không biết bao giờ mới xong đó. Cái này cho thấy là cái gì thưa anh để ý tất cả hoạt động của tàu Trung Quốc trong những ngày qua phải nói rất căng thẳng. Việt Nam coi như lên tiếng 2 lần phản đối, ngày 18 và ngày 25. Và ngày hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính khi đến thăm Vị Xuyên thì tôi nghĩ là Việt Nam muốn gửi cho Trung Quốc một thông điệp là Việt Nam sẵn sàng đối đầu nếu Trung Quốc tiếp tục như thế này. Mặc dù hiện nay Việt Nam chỉ đưa tàu kiểm ngư ra đuổi thôi, chứ chưa có gì ở đụng chạm. Nhưng mà tình hình này là có thể tới 3 4 chiếc đi vô. Và bây giờ anh để ý Trung Quốc đó, họ không dùng giàn khoan nữa mà họ dùng những cái tàu khảo sát để họ khẳng định chủ quyền của họ trên Biển Đông qua cái đường lưỡi bò chín đoạn, thấy chưa? Thế thành ra là Việt Nam mua cái thế cũng căng. Thì tôi nghĩ là nếu mà nói là ông chính đi, có thể Việt Nam gửi một thông điệp cho Trung Quốc. Cái thứ hai nữa đó, nói một cách tâm linh nha, tâm linh giống như là ông chính đi kêu là cầu nguyện các liệt sĩ ở Vị Xuyên hỗ trợ cho Việt Nam, nếu là tâm linh bảo đảm với anh là mấy ông này có tâm linh, tôi biết luôn đó. Cầu nguyện để có thể là đánh trận lớn, đánh không phải đánh nhau mà thực sự mà phải tìm cách đối đầu với Trung Quốc. Mà cái này anh thấy đó là nó lạ cái chỗ này nữa, là
nó cho người ta thấy rằng là gì, cái chuyến đi của ông Trọng qua Trung Quốc vào cuối tháng 10 năm ngoái, thì ngày 1 tháng 11 ông Trọng và ông Chủ tịch Tập Cận Bình có đưa ra tuyên bố chung 13 điểm. Tuyên bố chung 13 điểm, trong đó điểm thứ 9 nói rất rõ về vấn đề gọi là tranh chấp trên biển. Nghe không? Để tôi đọc sơ sơ để chúng ta thấy này. Hai bên sẵn sàng phát huy tốt vai trò các cơ chế Ủy ban Liên hiệp biên giới trên đất liền, Ủy ban ở cửa khẩu vân vân đó. Rồi đây. Hai bên đâu rồi? Tôi nhớ có một khúc đây này, chờ tôi chút xíu. Cái điểm số 9, số 7, số 8, tôi nhớ cái điểm số 9 là nói rất rõ trong đó. Đây. Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành thẳng thắn vấn đề trên biển nhé. Cho rằng kiểm soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình ổn định Biển Đông vô cùng quan trọng. Nhất trí xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh lâu dài khu vực. Thấy chưa? Rồi nhá. Ở dưới đó là hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy bàn bạc về hợp tác cùng nhau phát triển trên biển và bàn bạc phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Nào. Rồi, hai bên đồng ý tiếp tục thúc đẩy, thực hiện toàn diện, hiệu quả, tuyên bố ứng xử các bên Biển Đông và DOC trên cơ sở hiệp thương nhất trí sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông và COC hiệu quả, có nội dung thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển UNCLOS 1982, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp tình hình và mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bình ổn định Biển Đông và thúc đẩy hợp tác trên biển. Anh em, đó. Cái điểm số 9 trong cái tuyên bố chung 13 điểm rõ ràng viết như thế. Nhưng bây giờ ông Trung Quốc này, ông cứ dựa những cái đường lưỡi bò chín đoạn, ông đưa tàu ông vào, ông làm như thế là phức tạp tình hình. Thì rõ ràng chúng ta thấy là Trung Quốc không tôn trọng cái này. Mà khi mà nói cái chuyện này ra, bà Phạm Thu Hằng nói đó, thì bà Mao Ninh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bảo cái chuyện này chúng tôi là khảo sát là chuyện bình thường, trên chủ quyền, thực hiện chủ quyền của chúng tôi, chủ quyền là cái chỗ nào, trong khi là đã bị đường đã bị tòa trọng tài 2016 bác bỏ rồi mà Trung Quốc ngang ngược như thế, anh thấy không? Mà đã vậy mà ký trong văn bản với ông Trọng ở tại Bắc Kinh ngày 1 tháng 11, đó điểm số 9 tôi vừa mới đọc đấy, nói rõ ràng như thế nè, nghe không? Đây này, hai bên đồng ý tiếp tục thúc đẩy thực hiện toàn diện hiệu quả tuyên bố ứng xử Biển Đông trên cơ sở hiệp thương nhất trí sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông hiệu quả, có nội dung thực chất phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có bước vào luật biển UNCLOS 1952, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp tình hình và mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bình ổn định Biển Đông và thúc đẩy hợp tác trên biển. Rõ ràng, mặc dù chưa có COC, nhưng mà cái điểm số 9 trong thông cáo chung 13 điểm giữa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Chủ tịch Tập Cận Bình nói rõ về cái chuyện đó. Thấy không? Thì bây giờ tự nhiên Trung Quốc lại làm những cái chuyện như thế này, thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam đang chuẩn bị, kỳ này Việt Nam có thể sẽ cứng rắn. Bởi vì anh tính ra từ 2019, khi mà cái tàu Hải Dương 8, anh nhớ không, đi vào bãi thứ 9, vâng, Việt Nam đưa tàu, nếu nhớ không làm, đưa tàu Quang Trung ra, không đó, vâng, đánh đuổi mà Việt Nam hoàn toàn không nhắc gì hết, im lặng hoàn toàn, chỉ có tôi anh đã nói nhiều vụ tư chính đó. Thế thì từ 2019 giờ đêm em là tự nhiên về năm nay năm 2023, như là 4 năm sau tự nhiên là nó đưa mấy cái tàu vô trở lại, và đặc biệt là ngay sau khi ông Trọng đi Trung Quốc đó, thì đó là vấn đề. Thành ra đó là Việt Nam nó bây giờ là đang phải xử như thế nào, tính toán như thế nào. Thứ nhất là không kích động Trung Quốc, nhưng mà phải cứng rắn. Đó là cái chuyện mà Việt Nam phải giải quyết. Thành ra tôi nghĩ rằng là trở lại vấn đề đó, khi mà ông Chính đi thăm cái nghĩa trang Vị Xuyên đó, mình có thể hiểu là mình suy đoán thôi, bởi vì là báo chí trong nước đưa rần rần đấy, không cấm chuyện. Đưa rất dày, vâng. Đưa rất dày không nói làm gì. Chưa kể nha, ngày hôm thứ năm, tức là cách đây 3 ngày, tờ báo Tuổi Trẻ, một trong tờ báo được đọc nhiều nhất ở Việt Nam, đăng cái bài Trung Quốc âm mưu gì ở Biển Đông. À, thấy không? Cái chuyện này lạ,
dùng lời lẽ rất mạnh mẽ. Điều đó cho thấy là Việt Nam bây giờ không thể nhịn nổi Trung Quốc. Mình không biết là họ phản ứng như thế nào thì mình không rõ. Nhưng mà rõ ràng cái chuyến đi của ông Phạm Minh Chính đến Vị Xuyên là được đưa rất dày. Và tờ Tuổi Trẻ đăng một bài nói thẳng luôn: Trung Quốc âm mưu gì Biển Đông. Thường thì chút chứ là báo chí không thể nào đăng cái tin mà lấy tựa như vậy được. Khi mà anh nói âm mưu gì Biển Đông, cho dù đặt dấu hỏi, tờ báo Tuổi Trẻ đặt dấu hỏi, cho dù đặt dấu hỏi anh nữa, nhưng mà cũng không bao giờ làm vậy. Mà họ nêu rõ luôn này: Trung Quốc sử dụng tới là 5 cái thành phần trong đó. Đây bài báo Tuổi Trẻ viết nhé: Thế trận vây lấn lần này của Trung Quốc mang tính phức hợp, liên hoàn và được triển khai đồng loạt ở nhiều vị trí chiến lược. Trung Quốc đã huy động đến 5 lực lượng tham gia thế trận phức hợp lần này với những nhiệm vụ vây, lấn, tấn, cụ thể bao gồm dân binh, hải cảnh, hải tuần, hải quân và cuối cùng là các tàu khảo sát hàng hải. Đó, Tuổi Trẻ nêu đích danh luôn, là con gạch luôn cả cái tàu của cái tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc. Cái này tôi thấy là cũng lạ này, bởi vì bình thường là không thể. Ngay cả cái đợt bãi tư chính 2019 chưa thấy nặng nề như vậy. Đó. Đúng rồi, vậy anh thấy không? Gạch chéo cái tàu nhá và nói thẳng luôn, đó. Nêu đích danh luôn là anh Trung Quốc đang âm mưu cái gì, đặt tựa rõ ràng như thế luôn. Rồi nói là dùng 5 cái binh chủng để mà làm cái chuyện này, 5 lực lượng phối hợp trên Biển Đông. Đó. Thì thưa anh, đã trong đó này, tờ báo Tuổi Trẻ cũng nhắc lại cái đường lưỡi bò chín đoạn luôn của Trung Quốc. Đó, để họ biết nhé. Trong đó sự phân nhiệm giữa các lực lượng là nhằm thực hiện định hướng bình thường hóa các cuộc đối đầu trong phạm vi đường chín đoạn. Phi pháp được bộc lộ cụ thể như sau. Đó. Thứ nhất, dùng lực lượng dân binh này. Đó, nếu đích danh. Thứ hai là dùng lực lượng hải cảnh. Và họ đưa từng chi tiết luôn, anh kéo lên sau đấy này. Đó. Thứ ba là lực lượng hải quân. Đó, anh thấy không? Họ chạy cái tựa nhỏ xong ở dưới là đi rất là chi tiết không? Đó. Dương Đông Kích Tây là tố cáo công khai vậy luôn. Thì tôi nghĩ cái này là Việt Nam làm mạnh. Đây, anh để ý kéo xuống dưới đó. Báo Tuổi Trẻ còn đưa, còn liệt kê những lần Trung Quốc xâm phạm vùng biển và chủ quyền của Việt Nam từ tháng 5 2011 đến giờ. Thế là này, tháng 7 và tháng 8 2019 này, có để là tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng các tàu hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và tiềm lực địa Việt Nam. Anh nhớ đó, 2019. Thì trước đây đâu có nói đâu. Bây giờ là liệt kê hết. Liệt kê hết, thấy không? Nó liệt kê hết đầy đủ. Thì thưa anh, tôi nghĩ rằng là kỳ này Việt Nam là mạnh. Phải là mạnh, bởi vì không là mạnh là Trung Quốc. Họ cứ đưa tàu khảo sát vào, họ làm như thế mà Việt Nam không phản ứng đó. Thì ngày mai họ bảo, ủa, anh bảo chủ quyền anh mà không thấy phản ứng gì cả. Tôi đi vào chủ quyền của tôi, đường lưỡi bò của tôi. Đó, thành ra Việt Nam đó vừa phải làm sao mà đấu tranh để cho tàu Trung Quốc không thể khảo sát được mà không nổ tiếng súng. Đó, không gây ra tiếng súng, không gây ra xung đột. Mặt khác là mặt ngoại giao Việt Nam phải vận động như thế nào, đó, cũng như phải sử dụng cái tinh thần dân tộc lên thế nào. Thì tôi nghĩ đó, khi mà ông Phạm Minh Chính đi đến thế trang mà là sĩ Vị Xuyên này, hai bản thông điệp lên. Thứ nhất, thông điệp gửi cho Trung Quốc. Thứ hai là thông điệp gửi cho ngay chính người Việt Nam luôn. Và thứ ba, tôi nói như nãy là mang tính hồi tâm linh chút xíu, là đi cầu mong các liệt sĩ là hỗ mắt, đó. Mình có thể nói là như vậy. Và anh thấy báo chí nước này là đưa cả loạt hình này, chụp ảnh thủ tướng đi thăm mà đâu phải ngày thương binh liệt sĩ đâu, anh thấy không? Rõ ràng là Việt Nam thì này tỏ cho Trung Quốc thấy là chúng tôi là mạnh đó, chứ không phải giỡn đâu. Anh mà cứ đi anh đưa vào tàu vào trong cái vùng biển của tôi không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Bởi vì nếu mà Việt Nam không phản ứng mạnh là phải làm mất luôn cái vùng biển này. Mà đây là cái vùng mà có thể nói rằng là dầu hỏa và tài nguyên của Việt Nam mà đã quy định trong cái UNCLOS 1982 rồi, mà Trung Quốc và Việt Nam đều là hai nước ký vào đó chứ đâu phải không đâu. Vì anh ấy anh lớn, anh làm những cái chuyện tầm bậy. Đó là cái Việt Nam phải đấu tranh mạnh mẽ ở chỗ này. Nó khó nhưng mà lại dễ. Nhưng mà tôi nghĩ đó là cách Việt Nam thể hiện qua cái chuyện ông Chính đi thăm Vị Xuyên, là tôi tin là Việt Nam đang gửi thông điệp với Trung Quốc là chúng tôi sẵn sàng. Đó là cái nhận định của tôi rồi. Vâng, liên quan đến chủ đề này đó, thì chúng ta đã từng đưa ra từ hồi tháng 2 là khả năng cao nếu không có gì thay đổi, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ. Và hồi tháng 4 vừa qua, khi ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đến Hà Nội cũng đã nhắc về những cái sự kiện này và nhắc rất là đậm về cái cụm từ là nâng cấp mối quan hệ. Thì thưa anh, câu hỏi được đặt ra, liệu những cái hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông trong những ngày vừa qua
nó có liên quan đến những dữ kiện tôi vừa nhắc tới hay không, một cách chủ quan, khách quan, anh nghĩ sao? Tôi không rõ, tôi không rõ, bởi vì thực ra đó thì Việt Nam với Mỹ nếu mà đã quyết thì quyết rồi, bởi vì sau cái chuyến đi của ông Trọng qua bên Trung Quốc, có thể nói là ông Trọng đã bảo đảm với Trung Quốc là Việt Nam không đứng về phe nào. Thành ra Việt Nam nếu mà có nâng tầm chiến lược với Mỹ đó, thì tôi nghĩ rằng là ngoại trừ Trung Quốc ép gì dữ lắm, hoặc là Trung Quốc giữa Trung Quốc và Mỹ căng thẳng lắm đó, thì Trung Quốc phải không muốn để lúc đó Việt Nam phải suy nghĩ lại. Còn bây giờ Việt Nam đã đến cái lúc mà không thể lần nữa được nữa thì Việt Nam sẽ phải quyết thôi. Đó là một chuyện, cũng có thể Trung Quốc gây ảnh hưởng cái chuyện mà quan hệ Việt Mỹ, nhưng mà cái đó tôi nghĩ nó ít hơn là cái vế thứ nhì mà tôi muốn nói. Đó là Trung Quốc muốn dùng cái này để khẳng định chủ quyền của mình, nhất là sau khi Mỹ và Philippines càng ngày càng gắn kết với nhau. Anh nhớ ông nói trên chương trình này tôi với anh là mấy phùa về cái vụ mà Philippines với Mỹ, anh Ông nhớ không? Marcos Junior đi Mỹ đó. Vâng. À, đi Mỹ cái chuyến đi của ông phải nói là thành công, coi như là người Philippines ngã hẳn với Mỹ, và coi như là Mỹ sẽ là bảo vệ cái vấn đề Biển Đông cho các nước trong vùng, mà Mỹ cũng nói luôn là bất kỳ nước nào. Thành ra Trung Quốc phải thể hiện cái chủ quyền của mình. Có thể đây là Trung Quốc làm là đi vào khảo sát để khẳng định với Mỹ và các nước khác. Rồi sắp tới đây từ ngày 1 đến 7 tháng 6, Philippines, Mỹ và Nhật và tuần duyên lại tập chặt nữa, cũng ở Biển Đông. Mà nếu trên màn hình quý vị thấy đó, Philippines sẽ có 4 cái tàu, còn Mỹ gửi ra 1 cái tàu, Nhật gửi 1 cái tàu. Nhật bây giờ là cũng đi cùng phe với Philippines với Mỹ rồi trong vấn đề Đài Loan, nhưng mà cả vấn đề Biển Đông đó. Thành ra tôi nghĩ đó là cái vế thứ hai, là có lẽ là cái vế là Trung Quốc muốn khẳng định cái chủ quyền đó để nay mai có thể đối đầu với Mỹ và Philippines, chắc chắn là sẽ có sự đối đầu đó. Và khi mà Trung Quốc làm như vậy, anh để ý họ lại không làm ở Philippines mà họ làm ở Việt Nam, thì có thể cái giả thiết này anh đưa ra là có một phần trong đó luôn. Nhưng mà tôi nghĩ cái chính nhất vẫn là cái Trung Quốc muốn khẳng định cái chủ quyền của mình mà qua cái đường lưỡi bò chín đoạn đó, đơn giản là vậy. Và cho nên anh thấy cái vụ mà vừa rồi ngày 17 tháng 5 mà họp ở tại Hạ Long đó, họ cũng chỉ có đọc second reading thôi chứ không có, chưa có cái gì hết, mà đã 20 năm rồi mà Trung Quốc vẫn lấy đó nhừ 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 ra cái vấn đề COC. Mà trong bản tuyên bố chung là ông Trọng và ông Tập Cận Bình cũng có đề cập đến chuyện đó chứ đâu phải không đâu, tức là mong sớm hoàn tất cái COC, bởi vì khi mà hoàn tất COC á, thì Việt Nam có lợi hơn. Trung Quốc ký vào thì Trung Quốc sẽ phải kẹt, cái đó đó là Trung Quốc không muốn làm cái chuyện này, bởi vì bây giờ ký có cái COC á, thì nó phân định rõ cái đường ranh giới, thì ông Trung Quốc không thể nào được cái đường lưỡi bò chín đoạn được, bởi vì Việt Nam vẫn nhất định là nếu anh có làm COC anh vẫn phải dựa trên UNCLOS 1982, mà UNCLOS 1982 thì từ trong bờ ra 200 hải lý thuộc đặc quyền khai thác kinh tế của quốc gia đó. Và những cái gì nằm ở dưới biển mà nó không có nhô lên, chỉ khi thủy triều xuống mới nhô lên, nó không thể tính là thực thể được, không thể tính là đảo được, chỉ tính là bãi san hô thôi đó, đại khái như vậy. Thành ra Trung Quốc ông, tôi nghĩ là ông không muốn làm cái COC đâu, không muốn làm đâu, nhưng mà ông chỉ muốn là ông dùng cái hiện nay ông dùng thế mạnh của ông là về quân sự, ông cứ thế ông làm càn thôi. À, mấy anh muốn ký thì ký, mấy anh muốn bác thì bác, tôi dẹp hết bởi tôi có sức mạnh. Nhưng mà bây giờ nếu Hoa Kỳ và Philippines thật sự mà họ hợp tác mà ngon lành thì Trung Quốc cũng rất là mệt. Thành ra tôi nghĩ rằng Trung Quốc khi mà đưa tàu qua khảo sát cái này là họ muốn khẳng định cái chủ quyền của họ, để nay mai họ nói ồ, quý vị thấy không, đâu có nước nào phản đối đâu, chúng tôi vẫn đi là ngày đó giờ đó nữa. Cho nên Việt Nam giờ phải phản đối dữ dội là như vậy đó, bởi vì Việt Nam biết cái chiêu của anh này, vậy anh không đưa giàn khoan một nữa mà cứ đưa tàu với khảo sát chỗ đó thì Việt Nam phản ứng thôi đó. Và như vừa rồi tôi nói đó, tờ báo Tuổi Trẻ viết một bài rất là nặng, tôi có thể nói là nặng nhất từ trước tới giờ luôn đối với Trung Quốc, mà anh ấy chỉ có một tờ báo Tuổi Trẻ đăng thôi nha, thấy không, Trung Và Quốc đặc âm mưu gì đặc biệt là cũng tờ báo này có thể xem là cấp tiến đó anh nghe đó đó không? Rõ ràng đó, là có tính toán, có tính toán có tính đó. toán, có tính toán hôm 25 tháng 5 đó. 27 họ đăng ngày 27 ngày hôm nay, dạ, xin lỗi, cái ngày 25 là ngày Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối, nhưng mà ngày 27 báo Tuổi Trẻ đăng là ngày hôm nay ở bên Mỹ Và khi mà đối với Việt Nam mà để cái chữ X qua này, luôn hôm vâng, qua và đối với văn hóa báo chí Việt Nam mà để cái chữ X này là nặng lắm thôi, chữ X nặng dạng lắm, đỏ này, vâng. nặng lắm. Không, thực sự là cái này nó cũng nặng, nhưng mà anh thấy cái tựa
dùng cái chữ âm mưu là chữ nặng lắm, thấy không? Trung Quốc âm mưu gì ở Biển Đông. Rồi thế trong bài đó là liệt kê là từng chi tiết, rồi liệt kê luôn là những lần Trung Quốc xâm phạm vùng biển và chủ quyền Việt Nam, thấy không? Từ năm 2011 tới giờ đó, anh thấy đó là đủ thứ ấy. Rồi nhắc lại cái giàn khoan 1981 luôn nè đó. Rồi 2019 thì là vào cái vùng lục địa ở đây họ không nói là bãi Tây Chính nữa, chúng ta biết thừa bãi Tây Chính đúng không? Vâng. Câu... thì đó là cái câu chuyện mà tôi nghĩ là Việt Nam họ muốn thể hiện một bánh tiếng ở Trung Quốc là kỳ này chúng tôi làm dữ đó, chứ không phải không đâu. Mà anh cứ tiếp tục mà anh đưa tàu vào khảo sát như vậy là không được. Câu hỏi cuối cho trong cái chủ đề này đó, thưa anh còn nhớ là trong cái cuốn hồi ký Không Gì Là Không Thể của ông cựu đại sứ Mỹ Việt Nam, ông Ted Osius, ông đã từng viết một cái chi tiết là cái vụ giàn khoan 981 cũng vì Trung Quốc quậy lần đó mà khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam có thể nói là chuyển hướng thân thiện hơn với Mỹ, khi mà sau đó ông Trọng quyết định thăm Hoa Kỳ, anh nhớ không? Trong cái nội dung đó. Thì giờ đây những gì nó cho thấy nó lại ngược đời là khi mà anh nhắc đến cái chuyện là ông Marcos Jr., Tổng thống Philippines vừa đi thăm Hoa Kỳ và ký kết hợp tác rất là khăng khít với bên phía Hoa Kỳ như vậy. Và giờ đây, lần trước tôi đã nói với anh, khi Philippines đã ngã về phía bên Mỹ như vậy, thì một cái vòng kim cô bao vây Trung Quốc, chỉ còn Việt Nam là đứng giữa, không chọn bên mà thôi. Rồi cũng cộng với cái chi tiết hồi nãy trong cái cuốn hồi ký của ông Ted Osius, tôi cộng hai chi tiết lại. Trung Quốc vì sao đáng lý ra những chi tiết đó cho thấy Trung Quốc phải o bế Việt Nam hơn, nhưng tại sao họ lại quậy như vậy? Nó đi ngược lại với những gì mà những dự kiện mà tôi vừa nói. Anh nghĩ sao? Tôi nghĩ là nó cũng có nhiều khi trong Trung Quốc cũng có phe phái, có những người họ muốn làm tình hình nó phức tạp hơn. Chúng ta không loại trừ cái chuyện đó, và họ ra lệnh cho bên quân đội, bên cảnh sát biển hay là làm những quậy ở trên Biển Đông thì làm tình hình phức tạp lên rồi. Nó có cái chuyện đó phải không? Chứ rõ ràng qua những lần mà Trung Quốc làm như vậy, Trung Quốc đều thất bại. 2014 Trung Quốc kéo cái giàn khoan 981 vô thì Việt Nam là ngả về Mỹ liền. Chưa ngả hẳn, mới coi như là, nhưng mà kỳ đó phải nói rằng là cái ông Nguyễn Phú Trọng bước vô tòa cốc năm 2015 mà được Obama thừa nhận cái thể chế Việt Nam như gọi ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư, thì cái đó là một cái điểm đặc biệt. Mà có thể nói, chúng ta có thể nói ngược cách như là nhờ Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào trong vùng biển Việt Nam mà ông Trọng bước chân vào tòa cốc. Theo ngôn ngữ trong nước là Trung Quốc lần đó binh lộng đó, binh lộng đó, binh lộng đó, nó thay đổi hết cái bán cầu. Và như hồi nãy tôi nói là rồi 2016 ông Barack Obama đến Việt Nam, 2017 Việt Nam tổ chức APEC, ông Donald Trump đến dự tổ APEC rồi thăm chính thức Hà Nội luôn, thấy không? Rồi 2018 là hai hàng không mẫu hạm của Mỹ vào Đà Nẵng, rồi 2019 là Mỹ cũng chọn Việt Nam tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều, anh thấy chưa? Thì cái đó là Trung Quốc binh lộng rồi, binh lộng rồi. Nhưng mà sau đó là thì bắt đầu căng thẳng, đó. Thì Việt Nam lại điều chỉnh lại, thì Việt Nam lại cái chuyến đi của ông Trọng qua Trung Quốc hồi năm ngoái, anh thấy không? Là nó đối chọc lại, nó đổi lên tới Việt Nam, lúc nghiêng bên này, lúc nghiêng bên kia, cái che mà, đó. Nhưng mà khi này tôi đang nghiêng bên này mà tự nhiên anh chơi anh đưa tàu vô thì như vậy là có vẻ như là ông Tập Cận Bình Trung Quốc là, hoặc là một ai đó trong Trung Quốc đó đi ngược, là tôi nghĩ là không đi ngược, mà cái này bắt buộc là phải có sự quản trình thuận của Tập Cận Bình mới được. Bởi vì ông vừa mới gặp ông Trọng cách đây có mấy tháng, tại sao giờ để tàu đi vô như thế? À, thì có thể là họ uốn nắn Việt Nam trong những chuyện này. Mà nếu mà tôi nghĩ đó, hồi nãy như anh đưa ra cái giả thiết thứ nhất đó, là họ định ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ Việt, thì tôi nghĩ là họ sẽ thất bại nữa. Tại vì nếu Việt Nam mà bây giờ nếu mà lại bị Trung Quốc ép như vậy đó, thì làm ăn gì được. Thành ra có những lúc Việt Nam cũng phải thể hiện là dứt khoát. Tức là gì? Tôi không có cương với anh, tôi không chống anh, đôi khi anh chơi gắt tôi cũng ok, tôi im lặng. Nhưng mà anh gắt quá là không được ạ. Anh gắt quá thì là không được. Thì anh thấy không, cái lần 2014 là rõ ràng Trung Quốc là gắt quá, bị thất bại chỗ đó. Và kỳ này tôi tin đó, là nếu mà Trung Quốc không rút cái tàu ra đó, mà cứ tiếp tục như vậy đó, Việt Nam sẽ có phản ứng về mặt ngoại giao. Và anh nếu bây giờ cuối tháng 5 rồi,
chỉ còn có hơn tháng nữa là ông Trọng có thể đi Mỹ rồi, có thể vấn đề khác thôi. Mà tôi nói anh nghe lạng quạng không chừng là không những lên chiến lược toàn diện luôn. Đừng có giỡn cái chuyện đó. Cái chuyện đó là nên nhớ là đã từng được đề cập đến rồi. Vâng, từ hồi Đừng có nhớ. 2011 đúng không ạ? 2011 là chính ông Lê Công Phụng là đại sứ Việt Nam ở tại Mỹ rồi. Trong Tết năm 2012 đó, là ông đã nói là Việt Nam là sẵn sàng lên đối tác chiến lược rồi. Mà hồi đó đó anh nhớ không, là thời bà Clinton là người ta đã đề cập là Việt Nam nó muốn muốn Việt Nam với Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện luôn, chứ không phải là đối tác toàn diện đâu. Cái hồi ông Trương Tấn Sang đi qua 2013 Vâng. đó. Thì đó là cái câu chuyện mà tôi nghĩ là kỳ này Việt Nam làm mạnh với Trung Quốc trong cái chuyện mà Trung Quốc đưa như là thấy bây giờ là hai cái tàu ở trong đó rồi, một cái ở Trường Sa, một cái ở bờ gần bãi Tư Chính, và bây giờ đang cái thứ ba có thể là đang trên đường xuống luôn, và có thể không chừng bây giờ đã đang trong vùng biển Việt Nam rồi mà báo chí Việt Nam cũng đưa tin. Là hồi nãy cho anh coi đó là cái Hương Dương Hồng Năm nó mới hạ thủy ở tại Hải Nam cách đây mấy ngày, thì đó câu chuyện nó vậy thôi. Vâng, và nói như anh là không khéo Trung Quốc lại vào cái bẫy trong bẫy của Việt Nam lần này Cũng có đó. thể